Quý khán giả thân mến, giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12 năm 2014 đã đi qua, nhưng dư âm về lời ca, cách diễn của một số diễn viên thì vẫn còn đọng lại trong lòng không ít người mộ điệu cải lương gần xa. Trong đó phải kể đến hai nữ nghệ sĩ trẻ tài năng của đoàn văn công quân khu 9, đó là Ngọc Quyền đạt quy chương vàng xuất sắc và Xuân Chúc đạt quy chương vàng triển vọng tại giải Trần Hữu Trang năm 2014. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán giả hai tài năng trẻ này của sân khấu cải lương. Dáng hình nhỏ nhắn, duyên dáng nhưng có giọng hát ngọt ngào, trầm ấm. Cô bé Chúc ngây thơ hồn nhiên bên mái ấm gia đình ở huyện Thới Bình, Cà Mau ngày nào. Giờ đây đã trở thành một nghệ sĩ trẻ tài năng, được khá nhiều nghệ sĩ trong nghề và người mộ điệu cải lương yêu mến. Hồi lúc nhỏ thì tôi rất là thích cải lương. Mỗi tuần cuối tuần là ngày thứ sáu là buổi tối là tôi hay xem cải lương. Thì ban ngày đi học về tôi có những cái lúc mà tròn những cái khăn lên để mà làm công chúa hoặc là làm hoàng hậu. Là con gái lớn trong gia đình có ba chị em, cha mẹ làm nghề buôn bán chứ không theo ca hát. Thương con nên cha mẹ Chúc luôn đồng tình ủng hộ con gái theo sân khấu cải lương. Ngày đó khi còn đang theo học trung học phổ thông tại quê nhà, Chúc đã đạt nhiều giải văn nghệ do huyện tổ chức và tham gia hoạt động trong đoàn cải lương Hương Tràm, tỉnh Cà Mau. Quyết tâm theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp để góp phần phát triển loại hình nghệ thuật truyền thống. Cuối năm 2012, Chúc xin nghỉ ở đoàn cải lương Hương Tràm để đi thi và cô đậu vào khoa sân khấu kịch hát dân tộc chuyên ngành cải lương của Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2011, Chúc tham gia giải Trần Hữu Trang nhưng do tập luyện quá sức, Chúc bị bệnh nên bỏ cuộc giữa chừng. Tuy vậy, qua cuộc thi, giọng hát của Chúc đã để lại ấn tượng khá tốt trong lòng người xem. Đây cũng là cơ duyên mà đoàn văn công quân khu 9 gặp gỡ và mời Chúc về công tác cho đến nay. Năm 2014, được sự tin tưởng, thương mến của lãnh đạo và anh em trong đoàn, Nguyễn Thị Chúc thi giải thưởng Trần Hữu Trang lần thứ 12. Cô gái trẻ 24 tuổi hạ quyết tâm ca diễn hết mình trên sân khấu, không để phụ lòng kỳ vọng của cha mẹ thầy cô. Cái điểm nhấn của cái giải công chúa Hồng Hân là cái lúc mà mình nhận cái mật thơ, lúc đó là cái mật thơ đổ quan cho công chúa. Là cái lúc này cái cảm xúc của mình là nghẹn, nói không nên lời luôn. Tập vợt thì nó cũng gặp khó khăn, là mỗi buổi tối là em phải tập. Và sau đó em phải nghiên cứu lại câu thoại. Tại vì công chúa Ngọc Hân nó khác với những giai khác, nó khác với những cái giai mà số phận khổ. Tại vì công chúa là nó phải quyền quý, nói chung là mình phải thể hiện ra một cái một cô công chúa là phải tài giỏi, nói chung là chung thủy yêu chồng. Đêm thi chung kết giải thưởng Trần Hữu Trang 2014, Chúc đã xuất sắc được hội đồng nghệ thuật khen ngợi và trao huy chương vàng giai công chúa Ngọc Hân trong trích đoạn Tâm sự Ngọc Hân. Cũng từ đây, tên tuổi của nghệ sĩ Nguyễn Thị Chúc, nghệ danh Xuân Chúc càng được đồng nghiệp và người mộ điệu cải lương quan tâm nhiều hơn.